Nâng tầm trải nghiệm, trọn vẹn khoảnh khắc tại nơi trái tim mới của thành phố biển Quy Nhơn. Nhân Hội New City nằm trong lòng khu kinh tế Nhân Hội, kết nối mọi tuyến đường huyết mạch và tiện ích. Đường vành đai 2, quốc lộ 19B, sân bay Phù Cát, quảng trường biển duy nhất Quy Nhơn, eo gió. Đến những resort thượng lưu bậc nhất khu vực. Được sự ưu ái của biển cả yên bình cùng hệ thống tiện ích ngoại khu đồng bộ. Nhân Hội New City sẽ là điểm đến mới của sự đầu tư đầy hấp dẫn và nơi an cư hoàn hảo. Nơi đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu về thương mại, giải trí, du lịch. Nơi mỗi ngày đều là những khoảnh khắc đáng nâng niu, cho cuộc sống giữa thiên nhiên càng thêm trọn vẹn. Con trẻ sẽ được hồn nhiên lớn lên cùng những ước mơ trong sáng giữa cộng đồng văn minh. Được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất tại hệ thống bệnh viện đạt chuẩn quốc tế. Với cơ hội đầu tư đáng mơ ước, cư dân tại đây sẽ sở hữu một trong những bất động sản đáng giá nhất khu vực. Hệ thống hạ tầng và tiện ích hiện đại chỉ cách thềm nhà một bước chân. Bừng sáng giữa một vùng đất của những tinh hoa văn hóa, thương mại, du lịch và giải trí đỉnh cao, Nhân Hội New City sẽ là nơi vun đắp thành công, kiến tạo tương lai gia đình bạn. Nhân Hội New City, nâng tầm trải nghiệm trọn vẹn khoảnh khắc.